Xin chào toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Video này mình xin gửi tới anh em và các bạn một cái cách chỉnh ga lăng ti của những cái dòng xe FI nói chung và cái dòng xe của Phúc Trò hôm nay nói riêng, để cho anh em và các bạn mình cùng tham khảo một cái cách chỉnh ga lăng ti của dòng FI như thế nào cho đúng và cho chuẩn. Thì có những cái dòng xe khi anh em và các bạn đè máy nổ lên, khi thả tay ga ra thì máy nó sẽ tắt ngay, nó không giữ được ga lăng ti. Và có những cái dòng xe khi anh em đè máy nổ lên, anh em thả tay ga thì cái ga lăng ti nó lại cao quá. Đấy, cho nên video hôm nay mình xin gửi tới anh em và các bạn một cái cách chỉnh cái ga lăng ti của cái dòng xe FI nói chung và cái dòng xe Future hôm nay nói riêng như thế nào cho đúng và cho chuẩn, để cho anh em và các bạn mình cùng tham khảo. Thì anh em và các bạn nếu mà thấy hay và hữu ích thì hãy nhớ like, đăng ký, chia sẻ kênh cho mình để theo dõi những video tiếp theo trong kênh. Thì đối với cái dòng xe FI của những cái dòng xe Future thì anh em và các bạn chú ý thì cái quân chỉnh vít xuống thì anh em và các bạn dùng bằng tô vít 4 cạnh. Đấy, anh em và các bạn lưu ý nha. Như cái dòng xe Future FI này thì anh em có thể là dùng tô vít 2 cạnh cũng được, bởi vì là cái vít của nó là nó làm bằng kim loại. Còn đối với những dòng xe tay ga thì bắt buộc anh em và các bạn hãy dùng bằng tô vít 4 cạnh. Thì hôm nay mình sẽ dùng tô vít 4 cạnh để mình thực hiện chỉnh ga lăng ti cho cái dòng xe FI nói chung và cái dòng xe Future của hôm nay nói riêng, để cho anh em và các bạn mình cùng tham khảo. Như anh em các bạn đã nhìn thấy nè, ta đè máy nổ lên, ta thả tay ga ra thì xe tắt này, không ga lăng ti anh em nhé. Và anh em muốn chỉnh được thì anh em phải giữ lên ga này, sau đó anh em và các bạn dùng tô vít 2 cạnh hoặc 4 cạnh cũng được đối với cái dòng xe của Future này, để anh em chỉnh cái ốc vít xuống. Thì cái cách chỉnh như thế nào cho đúng và cho chuẩn thì anh em và các bạn lưu ý, cái dòng xe FI này là chỉnh nó hoàn toàn nó khác với cái dòng xe dùng bằng ca xăng, bởi vì là cái dòng xe FI này khi anh em chỉnh ngược kim đồng hồ thì ga lăng ti nó mới tua lên, còn đối với dòng xe ca xăng thì anh em chỉnh cùng kim đồng hồ thì cái ga lăng ti nó mới tua lên. Còn cái dòng xe FI này thì nó khác hoàn toàn nha anh em nha. Anh em và các bạn lưu ý này, anh em và các bạn dùng tô vít 4 cạnh, anh em và các bạn chỉnh nếu mà ga lăng ti đang tắt, không có ga lăng ti thì anh em hãy dùng tô vít 4 cạnh chỉnh ngược kim đồng hồ. Và lưu ý một điều rằng anh em phải chỉnh từ từ, rất từ từ này, nhằm cái mục đích là để cho nó gửi tín hiệu lên IC. Đấy, nó gửi tín hiệu lên IC để nó đưa tín hiệu về cảm ứng cổng trực tay ga thì nó mới giữ được ga lăng ti. Chứ nếu anh em mà chỉnh mà nhanh quá thì nó gửi tín hiệu về IC không kịp, và khi anh em chỉnh xong thì anh em đè máy nổ lên là có khi là nó lại ga nó lại cao quá hoặc là nó lại thấp quá. Đấy, cho nên là anh em và các bạn phải lưu ý, anh em và các bạn chỉnh quân vít xuống này là phải rất từ từ. Nếu anh em và các bạn chỉnh cho nó cao ga thì anh em phải vặn ngược kim đồng hồ nhá. Anh em và các bạn lưu ý, vặn ngược kim đồng hồ là ga sẽ cao lên. Còn anh em và các bạn mà gặp vặn cùng kim đồng hồ thì ga lăng ti nó sẽ nhũa lại. Đấy. Và điều đặc biệt lưu ý như anh mình nhắc lại là anh em và các bạn hãy chỉnh rất từ từ. Như mình đang làm rất từ từ nhá. Để nhằm cái mục đích nó gửi tiếp tín hiệu vào lên IC. Thì nó với cái tốc độ tay ga cầm chừng để khi anh em và các bạn đè máy nổ lên. Đấy, mà ga lăng ti nó không bị tắt máy. Đây, anh em và các bạn chú ý, mình đã chỉnh xong rồi, bây giờ mình đè máy nổ này. Đấy, và bây giờ là xe đã có ga lăng ti rồi anh em và các bạn nhá. Thì anh em và các bạn nếu mà thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ, đăng ký kênh cho mình để theo dõi những video tiếp theo trong kênh. Xin hẹn gặp lại anh em và các bạn trong những video lần sau. Chào, hẹn gặp lại anh em.